Dạ vâng, và trong thời gian qua thì tình hình dịch bệnh COVID-19 thì không chỉ ảnh hưởng tới Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới. Và hiện nay thì một số nước vẫn chưa mở cửa trở lại và điều này chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái kế hoạch đi du học của các em học sinh. Vậy thì không biết là du học tại chỗ có thể được xem là một cái giải pháp rất phù hợp cho các em trong thời điểm này hay không, thưa thầy Hà? Rõ ràng là du học tại chỗ là một phương án rất là khả dĩ trong cái giai đoạn này, khi mà biên giới của các nước hiện nay là đang đóng cửa, cụ thể là Mỹ, Anh, Úc hiện nay là sinh viên không thể là nhập cảnh để mà tiếp tục cái quá trình học tập của mình. Bên cạnh đó, một làn sóng khá lớn như tôi đã nói là sinh viên du học sinh từ các nước ngoài trở về Việt Nam vì lo lắng cho vấn đề an toàn sức khỏe. Thì du học tại chỗ là một cái phương án, tôi nghĩ là các trường hiện nay không phải chỉ riêng Đại học Quốc tế Hồng Bàng mà các trường cũng đang có cái phương án để tiếp nhận một cái lượng lớn du học sinh trở về. Hồng Bàng cũng nằm trong cái xu hướng này, và chúng tôi thực sự là đang tiếp nhận rất nhiều học sinh tham gia vào trường. Hiện tại thì có thể là họ chỉ tham gia vào trường, sau đó là kết nối online để học và online với các trường đại học mà trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có liên kết. Bên cạnh đó thì trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng thực hiện các cái việc đẩy nhanh cái tiến độ liên kết, và các đối tác thì người ta cũng rất là sẵn sàng trong vấn đề này. Thực ra để mà thực hiện một cái chương trình du học tại chỗ rất là mất nhiều thời gian, có thể là mất cả năm, thậm chí năm rưỡi. Cụ thể ở đây là trường đã có cái ký kết du học tại chỗ với trường Đại học Bedfordshire của Anh, và nó mất khoảng tầm là 1 năm đến 1 năm rưỡi, bao gồm các vấn đề là kiểm định chương trình. Dĩ nhiên chương trình là từ bên kia, nhưng mà kiểm định đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, qua rất là nhiều bước kiểm định mới có thể bên kia có tin tưởng để đưa chương trình nó về dạy tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Hoặc là các chương trình liên kết 2 cộng 2, tức là mình học 2 năm tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, sau đó là đi ra nước ngoài học tiếp 2 năm nữa. Và đối với các chương trình liên kết này thì học sinh của mình được cấp bằng là bằng từ các đối tác ở nước ngoài, nó bằng quốc tế được công nhận toàn cầu. Đó, thì đây là một cái xu hướng tôi nghĩ là rất là tốt cho sinh viên, cho học sinh hiện nay tham gia, bởi vì các em muốn là đi du học nhưng đi không được thì mình có thể trì hoãn vấn đề này, tham gia các chương trình 2 cộng 2, học tại Việt Nam 2 năm sau đó đi học nước ngoài, hoặc các em có thể không không yên tâm hoàn toàn khi đi nước ngoài cái giai đoạn này, có thể học du học tại chỗ 4 năm, là 4 cộng 0, các em hoàn toàn có thể nhận được bằng quốc tế, được cái đội ngũ giảng viên nước ngoài cộng với giảng viên đã từng học ở nước ngoài giảng dạy, thì cái yêu cầu cho giảng viên giảng dạy ở các chương trình này rất là cao, và chương trình là hoàn toàn nước ngoài, đương nhiên giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài ra các em có thể có những cái tiện ích lợi ích khác trong cái môi trường quốc tế tùy theo cái từng cái trường đại học cung cấp cho các em có những cái trải nghiệm quốc tế khác nhau. Thì đó là tôi nghĩ là 4 cộng 0 là một cái phương án rất tốt cho các em hiện nay, nếu thực sự các em có cái ham muốn tham gia học du học và bắt buộc phải học du học tại chỗ. Và tôi thấy là khi mà tôi tiếp xúc với nhiều cái giáo viên trung học phổ thông, những người mà dạy các em về chuyên cũng như là chuyên Anh, những em đó thì rất có mong muốn là đi du học ở nước ngoài, và họ cũng nói rằng là thực sự là rất là bế tắc trong giai đoạn này khi mà các em không thể đi nước ngoài được. Tuy nhiên là nếu thầy có các cái chương trình tiếng Anh, hoàn toàn tiếng Anh, hoặc thầy có chương trình liên kết, thậm chí là du học tại chỗ, xin thầy cứ giới thiệu cho các em. Thì tôi cũng rất là vui khi trường cũng có tham gia vào vào cái lộ trình du học tại chỗ này. Và hiện nay trường cũng đang ký kết với trường Đại học Arizona độc quyền và các chương trình mà du học tại chỗ 4 cộng 0. Dạ, để minh chứng rõ nét hơn cho những cái điều mà thầy Hà vừa mới nói thì Phương Thanh cũng muốn mời quý vị hãy theo dõi một đoạn clip sau đây để chứng tỏ là tại sao nhiều phụ huynh và học sinh đã chọn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng làm nơi để du học tại chỗ. Nếu vấn đề học phí, khoảng cách địa lý là nỗi lo muôn thuở của phụ huynh và các bạn trẻ khi học ở nước ngoài, thì với chương trình du học tại chỗ của Đại học Quốc tế Hồng Bàng, những gánh nặng này sẽ được gỡ bỏ. Nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang khiến việc học của nhiều du học sinh phải chuyển sang hình thức nửa trực tuyến, nửa trực tiếp. Cụ thể, sinh viên vẫn được đảm bảo chương trình học theo đúng với nội dung đối tác nước ngoài cung cấp thông qua sự hướng dẫn của các giảng viên giỏi nhiều kinh nghiệm. Mặt khác, tiếng Anh được sử dụng trong suốt quá trình giảng dạy và học tập như một cách rèn luyện sự thông thạo cho thứ ngôn ngữ phổ biến nhất hành tinh.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau 4 năm tại Đại học Hồng Bang, sinh viên không chỉ nhận được tấm bằng có giá trị sử dụng toàn thế giới mà còn có đầy đủ kỹ năng của một công dân toàn cầu, sẵn sàng bước vào hành trình khẳng định mình và đóng góp cho cộng đồng.